Hello tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tâm Sáng đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một bài rất là cơ bản và cũng rất là quan trọng trong tattoo. Các bạn biết đó là gì không? Đó là bố cục và ánh sáng. Khi các bạn kiểm soát được bố cục, kiểm soát được ánh sáng, làm chủ được bố cục thì các bạn sẽ tư duy về hình rất là tốt. Và các bạn, hình xăm của các bạn khi các bạn đặt trên da và các bạn muốn truyền tải những cái gì đó qua hình xăm, giả dụ như là các bạn muốn đánh cái khối, đánh cái mây, đánh cái sóng nước, hoặc là đánh một cái cánh hoa này nó bay, nó phiêu, hoặc là các bạn muốn truyền tải độ đậm nhạt của nó rất là dễ sau khi các bạn xem hết video này. Vậy chú ý xem hết video nha, nhớ đăng ký kênh để xem tiếp những video tiếp theo. Ok, thời tiết thì lăng lóng, ra đường thì bệnh dịch. Con trai, hôm nay cô giáo ra bài tập gì về nhà đó con? Dạ, cô giáo hôm nay giao cho bài tập đó là hãy vẽ một bông hoa cho một hình vuông bố ạ. Mà chưa biết vẽ thế nào đây. Ừ thôi, lấy vở ra làm bài đi con. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Vỗ tay. Vỗ tay. Dạ đây, xong rồi bố ạ. Trời ơi, con vẽ cái gì đây? Sai hết rồi. Vẽ thế này á? Vẽ thế này thì làm sao được điểm cao? Chán. Sao mà bố cục hết? Bố cục hết. Đó là bố phạt con vì con đã làm sai chủ đề mà cô giáo ra bài cho con. Đã làm sai thì mình phải biết sửa, chứ bố không có cục, con phải rút kinh nghiệm lần sau nhá. Còn con biết thế nào là bố cục không? Bây giờ bố sẽ chỉ cho con thế nào là bố cục. Đây, bây giờ như này nhá. Chủ đề là hãy vẽ một bức tranh ở trong một cái hình vuông này. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái mẫu hoa sen này xăm ở trên một cái hình này, trên một cái hình vuông này. Cái hình vuông này nó có thể là cái bắp tay của khách chẳng hạn. Đấy, thì khách muốn xăm một cái hình này ở trong cái vị trí này, cái vị trí cái khung này là cái bắp tay chẳng hạn, mà mình xăm ra bên ngoài này, xăm ra bên ngoài này nó to hơn cái mảnh đất mà cái vị trí mà khách muốn xăm ấy, thì cái hình của bạn nó sẽ bị phóng đại ra to quá, nó sẽ bị thô ấy, đâm ra là nó sẽ không phù hợp. Ở đây là phù hợp với lại cái mảnh đất ở cái vị trí mà khách muốn xăm ấy. Thì anh em phải chú ý là khi mà khách muốn xăm ở trong một cái vị trí, ví dụ như vị trí ở đây là tầm khoảng 14 phân nhá, ngang 14 phân và rộng 14 phân, thì chúng ta sẽ có một cái hình vuông. Ví dụ như là khách muốn xăm ở trong cái vị trí hình vuông này thì anh em bắt buộc anh em phải xăm, đặt một cái bông hoa ở trong cái vị trí hình vuông này, chứ anh em đừng xăm nó bị tuẽ ra ngoài như này thì nó sẽ sang, nó sẽ lan ra ở bên ngoài ấy, nó sẽ lan ra cái mảnh đất khác. Ví dụ như là nó không bố cục thì nó không được đẹp ấy, thì như này nó sẽ bị là vỡ bố cục, là to quá. Cái là có nghĩa là chúng ta đặt cái hình này nó to quá so với bố cục ấy, bố cục của cái hình này nó đặt ấy thì nó to quá như này thì nó sẽ bị sai bố cục như này, thì nó sẽ không nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái chất lượng của một cái hình xăm. Đấy, khi mà anh em bắt buộc anh em học xăm rồi, anh em phải biết là chúng ta sẽ đặt hoa, đặt hình xăm của anh em ở trong một cái vị trí khuôn khổ, ở trong một cái vị trí phù hợp, làm sao cho cái hình xăm của anh em khi mà anh em mắt anh em nhìn vào ấy thì nó sẽ phải chắc hình nhá, chứ nó không được bị vỡ hình như này là nó sẽ bị gọi là vỡ hình nhá, nó sẽ bị to quá so với bố cục ấy, như thế thì nó sẽ không được đẹp. Và nhìn về lâu về dài nó sẽ càng không được đẹp. Nếu như mà anh em khi mà anh em đặt hình nó đã bị sai như này rồi, mà các chi tiết ở bên ngoài, giả dụ như sóng, đấy, giả dụ như sóng anh em đặt cũng bị sai nữa,
thì là cái hình của anh em. Đấy, cái hình của anh em nó sẽ bị sai hoàn toàn luôn. Thế là chỉ còn nước là vứt đi. Vứt đi thì không vứt, nếu như mà kỹ thuật của anh em đánh tốt thì cái hình của mình nó cũng được. Nhưng mà chẳng qua là cái bố cục với lại cái hình của mình nó đang bị sai, đâm ra nó không được đẹp. Đâm ra là khi mà mình hướng dẫn anh em ấy, là mình hướng dẫn anh em một cách hoàn hảo, làm cho anh em biết sắp xếp được hình như thế nào, đặt được hình như thế nào, để cho anh em tự tư duy, tự đặt hình, tự triển khai cái hình xăm cũng như là bố cục của cái hình xăm làm sao cho nó phù hợp ấy. Đấy, như thế thì anh em sẽ làm xăm ấy một cách nó hiệu quả và rõ nét hơn. Đấy, khi mà hình xăm của mình ấy, thứ nhất là phải rõ ràng sạch sẽ, thứ hai là phải rõ ràng lạch mạch về bố cục, đặt hình nó phải chắc thì hình xăm của mình giá trị của nó mới cao. Đấy là anh em phải cần biết về bố cục. Đấy, bố cục nó sẽ xoay quanh những cái điều như thế. Ok, bây giờ mình sẽ làm tiếp theo về một bố cục nữa nhá. Đây là chúng ta sẽ bị là gọi là vỡ bố cục. Đây, chẳng hạn là vỡ bố cục. Vỡ bố cục. Ok. Đó. Anh em chú ý nhá. Đây là ví dụ thứ hai. Ở trong một cái bông hoa này thì bố cục của nó là hình vuông này. Hình vuông này chính là cái vị trí mà chúng ta cần phải đặt cái bông hoa này để xăm. Nhưng mà cái bông hoa này nó đang bị bé. Bé quá so với bố cục. Bố cục hình nó đang bị bé quá so với bố cục hình. Đâm ra chúng ta sẽ nhìn từ mắt chúng ta nhìn thẳng vào ấy, thì chúng ta sẽ bị có cảm giác là thứ nhất là bông hoa này bé, thứ hai là cái bông hoa này nó sẽ bị lọt hẳn ở trong một cái mảnh đất, một cái bố cục hình xăm của chúng ta muốn thực hiện ấy, thì nó sẽ bị lọt vào như thế. Thì nó sẽ dẫn tới ra một hiện tượng là bố cục chưa đạt đủ bố cục ấy, thì nó gọi là bị thiếu bố cục. Vừa lấy nó to quá thì gọi là vỡ bố cục, còn nhỏ quá thì nó sẽ bị thiếu bố cục. Đấy, bố cục nó bị thừa ra nhiều quá, còn chủ thể cái bông hoa này là chủ thể, là cái phần mà chúng ta muốn xăm ấy, thì nó bị nhỏ quá so với bố cục của cái hình xăm ấy. Như thế thì nó sẽ không đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn nó cứ li ti. Khi mà các bạn xăm một bông hoa, giả dụ đây mình vẽ gọi là sơ một bông hoa, gọi là bông hoa cúc, thể loại gọi là Nhật cổ, mình vẽ qua thôi. Nếu mình vẽ lá lót thì nó sẽ đẹp hơn. Bài vẽ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong bài sau. Đấy, thì khi mà anh em vẽ như thế này thì nó sẽ bị sai hoàn toàn và nó rất là xấu. Đặc biệt là khi mà chúng ta cần xăm ở trên mảnh đất rộng như thế này. Đấy, ở cái phần này là cái phần thừa này. Đấy, phần thừa này này. Phần thừa nó rất là nhiều này. Và trước khi mà đặc biệt là khi chúng ta xăm một bông hoa nó nhiều chi tiết ấy, thì cái bông hoa của bạn ấy nó sẽ rất là xấu. Nó không được đẹp. Đấy, về bố cục thì chúng ta cần quan tâm một là bị vỡ bố cục, là khi chúng ta đặt hình to hơn vị trí mà chúng ta cần xăm là vỡ bố cục. Hai là chúng ta đặt hình bé hơn bố cục là nó bị lọt ở trong cái hình vị trí khoảng cách bố cục mà cái hình xăm mà chúng ta vị trí mà chúng ta cần xăm ấy thì nó sẽ bị bé quá, thì nó sẽ dẫn ra hiện tượng là bị xấu hình nó chưa đạt chất lượng. Và khi mà chúng ta về lâu về dài chúng ta nhìn ấy, chúng ta càng nhìn cái hình xăm của mình chúng ta lại càng cảm thấy xấu. Đó là những điều mà anh em cần biết và cần phải sửa, cũng như là cần phải tư duy đặt hình của anh em là cần ngày càng phải nâng lên nhé.
Anh em đã hiểu chưa? Đó. Hiểu thế là về bố cục chưa con? Nếu mà đã hiểu rồi ấy, thì vẽ lại một bước đi, để cho bố xem. Nếu con vẽ đúng, bố sẽ mua kem cho ăn. Thời tiết nắng nóng này ăn kem là hợp lý. Đây nhá. Đây là một bông hoa mà mình mới vẽ xong. Thì những cái led bút chì này là do mình phát. Sau khi mình phát xong thì mình vẽ lại xong. Đây là một bông hoa mẫu đơn. Bông hoa mẫu đơn này các bạn thấy gì không? Nó nằm gọn ở trong một cái bố cục của một cái hình xăm. Đấy, kích thước nó nằm gọn ở trong đấy. Nó không to quá, không to hết ra hai bên mà nó cũng không nhỏ quá. Đây là bông hoa. Đây ví dụ như chúng ta chỉ cần xăm một bông hoa ấy, thì bông hoa này nó đang đạt đủ chỉ tiêu. Đủ chỉ tiêu là nằm ở trong bố cục hài hòa. Đấy, vị trí khoảng cách thưa, ví dụ thưa khoảng cách từ cánh hoa tới viền của bố cục, viền của cái vị trí viền của mà chỗ chúng ta đánh dấu ấy, thì tỷ lệ của nó xấp xỉ bằng nhau. Đây bên này với bên này, trên dưới trái phải đấy, tỷ lệ của nó sẽ xấp xỉ bằng nhau. Như thế là khi mà chúng ta đặt được một cái hình vào như này ấy, thì cái cánh tay của chúng ta hoặc là thì tỷ lệ bố cục của chúng ta thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều anh em nhé. Đấy, ví dụ đây chúng ta sẽ xăm một cái bả vai. Đây là bả vai nhé. Khi chúng ta đặt được một cái hoa như thế này, chúng ta phải xác định được ở cái phần, khi giả dụ khi chúng ta xăm một cái bả vai của khách ấy, cái bả vai của khách thì cái phần lồi ra lớn nhất, rộng nhất ở cái phần đấy là cái phần mà chúng ta cần đặt chủ thể, và vị trí đặt ở đấy là nó sẽ đẹp nhất. Thì sau khi chúng ta đặt được rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành làm lá. Thì từ cái vị trí này ra đến phần thừa này là cái vị trí chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành, chúng ta sẽ làm lá, hoặc là chúng ta có thể làm mây. Chúng ta có thể làm mây nhật cổ thì tùy, như nào thì tùy, hoặc là chúng ta có thể đánh lá. Đấy, thì tùy. Đấy, chúng ta có thể làm lá. Đấy, ok. Ok không anh em? Đấy, đấy là cái phần mà chúng ta cần phải xử lý bố cục. Đấy, sau khi mình bắt đầu mình vẽ thêm lá, thêm khối vào, thì các bạn thấy không? Cái hình xăm mà nó đã khá là, nhìn nó khá là ok rồi đấy. Đấy là phần cốt lõi của phần bố cục, là khi chúng ta đặt hình ấy, chúng ta phải kiểm soát được hình. Chúng ta không được đặt to quá mà cũng không được đặt bé quá nhé. Khi mà đặt to quá thì hình nó sẽ bị vỡ. Còn khi mà chúng ta đặt bé quá thì hình nó sẽ bị lọt, nó sẽ bị thiếu cân đối ấy. Như thế bố cục của nó sẽ không được hài hòa. Nên khi mà anh em chú ý, anh em đặt hình xăm trên bất kỳ một vị trí nào, giả dụ như là bắp tay, mu bàn tay, bả vai, lưng hay ngực, thì chúng ta phải luôn luôn là chúng ta phải xác định được. Chúng ta cần phải xác định được vị trí mà chúng ta cần đặt và bố cục của chúng ta cần đặt làm sao cho chắc led, chắc hình. Đấy, thì như thế thì nó sẽ rất là đẹp, đẹp hơn rất là nhiều. Ok, anh em đã hiểu chưa? Ok, vậy là chúng ta đã giải quyết xong về vấn đề bố cục. Bây giờ chúng ta sẽ đến vấn đề thứ hai, đó là ánh sáng. Vậy ánh sáng trong tattoo là gì? Ánh sáng nha. Ánh sáng. Ánh sáng. Đó. Ánh sáng trong tattoo. Ánh sáng là gì? Ánh sáng có nghĩa là khi chúng ta nhìn vào một bông hoa này. À, lấy một ví dụ khác đi. Một cái lá đi. À đây. Ví dụ về ánh sáng nha. Ví dụ. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ về ánh sáng. Nào cho anh em dễ hiểu này. Khi chúng ta có một cái quả hòn bi ở đây chẳng hạn. Hòn bi trên một cái mặt bàn.
Đó. Còn đi trên một cái mặt bàn, đây là mặt đất. Vậy dựa vào đâu mà chúng ta nhìn thấy vật thể? Các bạn biết dựa vào đâu không? Dựa vào ánh sáng. Ánh sáng, khi mà ánh sáng chiếu vào thì chúng ta có ánh sáng thì chúng ta mới nhìn đấy. Nhưng mà khi tối vào thì chúng ta làm gì, nhìn thấy gì đâu, đúng không? Nên thế, khi bây giờ chúng ta phân tích về ánh sáng, giả dụ khi đây chúng ta có một hòn bi ở trên một cái bàn, và ở phía này sẽ là ông mặt trời. Oh my trời. Trời. Ông mặt trời sẽ rọi ánh sáng vào đây. Ánh sáng. Khi ông mặt trời rọi ánh sáng vào đây theo hướng từ đây là bên phải, từ phải sang trái thì rọi vào đây, thì cái phần này, cái phần lửa quả này này, lửa hòn bi này này, phần đầu này này, nó sẽ tiếp xúc với ánh sáng nhiều nhất. Ánh sáng nhiều. Còn phần lửa sau là sẽ ánh sáng ít. Khi mà lửa cái hòn bi này nó tiếp xúc với ánh sáng ít này thì sao? Thì nó sẽ bị tối đi. Nó sẽ bị tối đi và nó sẽ sáng dần về đằng trước này. Nó sẽ sáng dần về đằng trước. Nó sẽ sáng dần về đằng trước. Đó. Đó là khi mà chúng ta sẽ nhìn thấy vật thể một cách rõ nhất. Nó sẽ có chiều sáng và tối. Phần sáng chính là cái phần tiếp xúc với phần ánh sáng nhiều. Phần tối sẽ là chính là cái phần mà tiếp xúc ít với ánh sáng thì nó sẽ tối đi. Dựa vào lý do này chúng ta có thể phân tích được nơi nào có ánh sáng nhiều và nơi nào có ánh sáng ít, để chúng ta tiến hành đánh bóng trong hình xăm. Ví dụ cụ thể sẽ là như này. Ok, ví dụ cụ thể nhá. Ví dụ cụ thể hơn. Sang trò đi. Ví dụ cụ thể hơn khi chúng ta xăm một cái gì nhỉ? Xăm một cái gì nhỉ? Ok, xem nào, xăm một cái lá sen, cánh sen đang rơi chẳng hạn. Ok, đây chúng ta sẽ có một cánh sen đang rơi nhá, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Đây chúng ta sẽ có một cái cánh sen đang rơi này. Đấy. Thì khi ánh sáng, giả dụ bây giờ vừa ánh sáng từ bên trái sang, bây giờ mình sẽ đánh ánh sáng từ bên phải sang. À, từ bên ngược lại là đây là ánh sáng sẽ từ đây về đây. Là ánh sáng. Ánh sáng sẽ rọi từ đây về đây, có nghĩa là cái phần phía trên của này, của cánh sen này này, nó sẽ tiếp xúc nhiều với ánh sáng, và lửa dưới này nó sẽ tiếp xúc ít với ánh sáng. Đây chúng ta sẽ chia ra. Đây là phần này sẽ là phần sáng này. Đây sẽ là phần tối này. Vậy chúng ta sẽ đánh bóng cái cánh sen này sẽ như thế nào? Đánh bóng cái cánh sen này chúng ta sẽ đánh rất là đơn giản như sau. Chúng ta sẽ đánh hắt từ tối sang sáng. Đánh chuyển tông gray ấy. Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh từ đậm sang nhạt. Đây các bạn xem mình đánh này. Đấy. Từ đậm sang nhạt nha. Đó. Chúng ta sẽ cho nó tông đậm hơn một chút bằng cách là dùng cái bút chì hoặc là dùng tông mực đậm hơn thì chúng ta sẽ đánh được đậm hơn. Rồi. Đây là cái phần mà nó sẽ bị che đi, có nghĩa là cái phần này sẽ là cái phần ít ánh sáng nhất. Ít ánh sáng nhất thì nó sẽ tối nhất. Vậy đến phần bụng trong của cánh hoa này thì sao?
phần trong của cánh hoa lại là cái phần mà chứa nhiều ánh sáng đi vào. Tại vì cánh hoa nó lượn như thế này thì cái mặt trong này chúng ta sẽ cắt ra cái đây nhé. Phần này chính là phần ánh sáng là nhiều và phần này chính là cái phần ánh sáng nó ít. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đánh từ cái phần sáng, ánh sáng từ phần ít chuyển đến phần nhiều. Phần nhiều này thì chúng ta chỉ đánh hơi phớt phớt thôi, hoặc là chúng ta có thể không đánh để nó sáng nguyên. Đấy, đây là cách thứ nhất nhá. Còn cách thứ hai là gì? Cách thứ hai chúng ta sẽ đánh như này. Cánh này hơi xấu hơn cánh kia. Cách thứ hai đánh hoa sen trong tato, chúng ta sẽ đánh như này. Từ cái khung này tới cái khung này thì chúng ta đánh cắt ra 1 đến 2 ly. Chúng ta sẽ đánh động từ trong ra. Đây là cái phần, đây là phần cánh ngoài. Vì nó không nhận được ánh sáng, đâm là nó sẽ tối. Hoặc là nó nhận được ít ánh sáng hơn thì nó sẽ tối hơn. Chúng ta phải chừa ra cái đường gân này. Đường gân này chính là cái đường mà chúng ta sẽ cần phải, nếu mà chúng ta đi màu thì chúng ta sẽ nhấn màu ở đó. Còn nếu chúng ta đi ăn trắng thì chúng ta không việc phải không phải nhấn gì hết, chúng ta chỉ việc để không thôi. Đó, còn phần mặt trong này sao? Mặt trong này nhá, bây giờ chúng ta sẽ gọi là khung này, sau đó phần đánh bóng này, xong lại khung này, sáng này, đen, sáng, xong tiếp theo chúng ta sẽ phải đánh đen. Đánh sát vào cái phần khung này này. Đấy, xong sáng, đen, không sáng, không lại đen, chúng ta lại đánh đen ở đây. Càng phía trên này chúng ta càng đánh càng nhạt, càng mờ đi nha. Kỹ thuật chuyển tông thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Bây giờ anh em chỉ việc áp dụng y và như thế và anh em chuyển thôi. Đó, đó là bây giờ chúng ta đã có một cái cánh sen rồi nhé. Đấy, ok. Qua video này anh em đã hiểu chưa? Hiểu hơn về ánh sáng chưa? Còn tới bông hoa này sao? Còn tới bông hoa này nhá. Đây mình ghi chữ bố cục luôn. Bố cục. Còn khi mà chúng ta đánh một bông hoa này thì chúng ta phải xác định được chúng ta muốn truyền tải ánh sáng như nào, truyền tải góc nhìn của khách, của khán giả như thế nào. Ví dụ chúng ta cho ánh sáng từ đây, phía trên này vào đây, hoặc là ngược lại. Đây, chúng ta muốn cho ánh sáng từ trên này vào đây thì phần cánh hoa này sẽ là phần sáng này, phần này sẽ là phần tối này. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy phần tối này phát từ trong ra. Phần sáng trên này nó tiếp xúc nhiều với ánh sáng thì nó sẽ sáng, còn phía trong cái cánh hoa này, bông hoa này, nó phần tối hơn đấy thì nó tiếp xúc với ít ánh sáng hơn thì nó sẽ tối hơn. Thì chúng ta sẽ đánh từ phần trong cái cánh hoa, chúng ta sẽ đánh lướt ra. Còn phía ngoài cánh hoa này này, nó tiếp xúc nhiều với ánh sáng hơn thì nó sẽ sáng hơn. Đó, đó là ánh sáng cơ bản trong tato. Mình hướng dẫn qua cho anh em biết về phần cơ bản ánh sáng trong tato và vẽ hình nó như thế nào để cho anh em dễ hình dung hơn. Còn khi mình sẽ tổ chức một buổi nâng cao hơn về ánh sáng trong tato ấy, thì đến lúc đó thì các bạn sẽ hiểu nó dễ hơn rất là nhiều nhá. Nhưng mà bắt buộc thì để hiểu được nâng cao thì anh em phải biết được cơ bản trước.
chính vì thế mà mình hướng dẫn cho anh em học xong cơ bản. Sau khi anh em học cơ bản xong, anh em có gì thắc mắc không hiểu thì anh em cứ Xbox hoặc là comment ở phía dưới để lại một câu hỏi ở đó, mình sẽ giúp đỡ anh em là trả lời cái câu hỏi đó. Rồi sau đó thì mình sẽ có một buổi chia sẻ về ánh sáng và bố cục lưng cao ở trong hình xăm tattoo. Đó là kiến thức mà bài hôm nay chúng ta cần phải học và anh em cần phải chú ý. Đó, hy vọng là qua bài hôm nay anh em sẽ hiểu hơn để có thể làm ra những hình xăm chất lượng hơn, tốt hơn dành cho tất cả khách hàng của mình. Cảm ơn anh em đã xem hết video nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông để chờ đợi những video tiếp theo của mình. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Hello anh em. Vậy là chúng ta đã kết thúc bài hôm nay, đó là tìm hiểu về bố cục và ánh sáng trong tattoo. Thì mình sẽ có một số chú ý dành cho các bạn như sau. Đầu tiên là về bố cục, thì các bạn hãy quan sát hình xăm của mình và tìm ra hướng ánh sáng cho nó phù hợp nhất ấy. Từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, làm sao để cho nó phù hợp nhất trước khi các bạn đánh bóng. Và khi các bạn đặt hình ấy, các bạn phải quan sát làm sao đặt hình cho bố cục trên dưới trái phải, làm sao cho nó chặt chẽ nhất hình xăm của mình có thể. Thì khi đó nhìn hình xăm của bạn ấy nó sẽ rất là chắc hình. Chắc ở đây không phải là chắc như kiểu đinh đóng vào cột ấy, mà là các bạn đặt hình nó vuông, nó đẹp, nó vừa khít với lại bố cục, giả dụ như bả vai, bắp chân, bắp tay, ngực. Đấy, như thế thì cái bố cục của một hình xăm ở trên cái vị trí cơ thể của các bạn muốn đặt đây, nó sẽ rất là đẹp. Đấy, đấy là chú ý mà mình mong các bạn sẽ cố gắng thực hiện. Ok, kết thúc bài này thì các bạn có gì thắc mắc, muốn hỏi thì các bạn cứ comment ở phía dưới nhá. Mình sẽ giúp đỡ giải đáp tất cả thắc mắc của tất cả các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông và hóng những video mới nhất của Tâm Sáng Tattoo. Ok.